Nào, sướng không? Thoải mái không nè? Thích đi làm hoài luôn nha. Đúng rồi. Lần nữa nha. Sướng nữa không? Sướng nữa nha, sướng nữa nha. Đúng rồi. Sướng quá. Nữa nha, sướng nữa nha. Đúng rồi. Nè, mạnh lên nữa. Mạnh nữa luôn hả? Đó. Ê, đi sữa của em nè. Cái gì? Tôi đang mệt đó. Mày đem sữa lên đây làm gì? Mau đi xuống làm ly cà phê cho tôi đi. Đi lẹ đi, còn ngồi đó làm gì nữa? Anh nói liền cho. Mệt thiệt chứ. Ê, đúng ý rồi nha, cái này là cà phê đá không đường nè. Cà phê đắng ghét vậy sao mà uống? Thì mọi khi là em thích uống cà phê đá không đường, anh đâu bỏ đường vô đâu mà không đắng. Mọi khi là mọi khi, còn hôm nay á là khác. Đàn ông gì mà vô tích sự thấy sợ luôn vậy đó. Cái gì á hả cũng phải đợi nói hết trơn á. Mau đem đi xuống dưới, bỏ đường vô cho tôi. Xin lỗi. Đi lẹ lên đi. Đúng là vô dụng. Đàn ông gì tối ngày chỉ biết ăn rồi đợi tới sai cái gì mới làm, còn không bao giờ mà tự động đó. Anh sao hồi xưa á hả em thấy anh tài năng lắm mà bây giờ là chịu lui cung về để làm ô xin vậy? Thì hồi xưa làm văn phòng một tháng 30 triệu, bây giờ làm nội trợ một tháng 50 triệu. Nhiều khi anh biết con đường anh đang đi là đúng hay là sai. Tất nhiên là sai rồi. Anh nghĩ đi, tài năng của anh đâu phải chỉ có tới đó đâu. Lúc trước á hả anh lại làm trưởng phòng rồi, anh mà cố gắng làm nữa thì nhất định á anh sẽ lên chức giám đốc. Đâu có phải hả đi lấy bà Kiều rồi bây giờ làm ô xin như vậy. Ý là sao? Sao gì mà sao? Anh thấy đó, ở trong công ty nha, ai cũng hối tiếc cho anh hết á. Một người tài năng giỏi như vậy mà bây giờ lại đi hầu hạ cho một cái bà độc tài. Bây giờ ngoài việc anh làm vậy ra, anh biết làm gì? Bởi vì muốn làm lại từ đầu là phải cần vốn, mà anh thì làm gì có vốn. Bà Kiều đang có một dự án, nếu như mà em với anh lấy đi bán ra ngoài, anh sẽ có rất nhiều tiền. Không những như vậy, anh còn có em nữa. còn ngờ chưa thằng ngu. Ủa chị là sao? Chị thấy em diễn có tốt không? Em với bà ta thông đồng lừa gạt anh hả? Tốt. Em lừa được cái thằng trai bao của chị là em đã diễn tốt lắm rồi. Tôi cho tiền cậu, lo cho cậu cái ăn, chỗ ở, là một con chó trung thành. Ai ngờ đâu cậu lại phản phúc như vậy. Nếu cậu là một người như vậy thì đừng có trách tôi ra tay độc ác. Cô luôn xem tôi đâu. Mở mắt nhìn cho kỹ đây là cái gì? Đây là tài liệu giả. Kể từ giờ phút này tôi và cô không còn dính líu gì nhau hết. Anh Phan đã, anh tôi đã chia rẽ được hai người đó rồi đó. Tối nay hành động đi. Tôi sẽ cho bà ta biết thế nào là trời cao đất rộng.